Mấy ngày hôm nay thì vợ mình cứ đòi chơi nấm luôn tiến lên, bởi vì xem YouTube và Facebook quảng cáo nhiều quá, thấy đồ họa nó cũng kiểu chibi. À, vợ mình cứ đòi chơi thì trong series này mình sẽ làm hướng dẫn tân thủ luôn và cũng sẽ hướng dẫn vợ mình chơi luôn nhé. Okay. Thì bạn nào là tân thủ mới chơi thì có thể theo dõi series này để có thể là chơi cùng với mình nha. Nếu như bạn nào mà chơi gọi là siêu cao thủ rồi thì có thể để lại comment ở bên dưới đấy, góp ý cho bọn mình với nhé. Bởi vì là mình cũng mới chơi này được 1-2 hôm. Ok. Rồi, thì đầu tiên tựa game này thì nó rất là đơn giản. Cái kiểu chơi của nó chính là em cứ ấn một cái đèn này. Thì nó sẽ ra một cái trang bị. Đấy, anh ấn cho em xem. Ủa, ngon luôn này. Cứ mỗi tên màu xanh này là nó tăng lực chiến. Ừ, thì em sẽ đeo vào đây thì em sẽ mạnh hơn. Ok. Nôm na nó là như vậy. Thì lên level 16 á, thì em có thể ấn vào phần tự động này, hình cái bánh răng này. Đấy, nó sẽ tự động gọi là xoa xoa vào cái đèn, lắc lắc cái đèn để cho nó ra trang bị. Ok. Thì theo như anh thấy thì nên chơi gọi là liên kích này. Liên kích là gì ạ? Liên kích tức là ví dụ như em đánh một lần, tức là trong một lượt thì em chỉ đánh một lần đúng không? Nhưng có những lúc là trong một lượt em lại đánh 2-3 lần. Đấy gọi là liên kích, đánh liên tục. Đấy. Và cái dưới này gọi là phản kích. Phản kích là gì em biết không? Phản kích tức là ví dụ anh đấm em phát thì em đấm lại. Đấm lại. Đấy, trong cùng một lượt mà không bị mất số lượt đi. Ok. Rồi. Bắt đầu nha. Như thế là nó đang gọi là tự động lắc đèn rồi đấy. Đây, con số nó đang giảm dần đây, còn 236 này. Ok, thì trong đó thì chúng ta cũng có thêm một phần đó chính là tăng bậc. Tăng bậc này lên thì nó sẽ ngon lành cành đào hơn, đặc biệt là có thể tiến hóa nghề nghiệp này. Ví dụ như có thể là tiến lên hóa thành chiến binh này. Đây đây, đến luôn phần tiến hóa ấy. Này lên level 30 thì có thể là tiến hóa được. Đấy. Kích vào đây là có thể đọc được này. Ví dụ như là mình thì mình ưu tiên về liên kích đúng không? Đây, ví dụ như lính nỏ nhá thì nó sẽ có thêm 60% sát thương liên kích. Đấy. Trong phạm vi. Ok. Rồi, tiếp tục là pháp sư này. Pháp sư là đồng thời tăng 30% thời gian choáng. Ok. Tiếp tục là chiến binh. Chiến binh thì là tăng 60% sát thương phản kích. Đấy. Thế mình cả liên kích và phản kích đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà theo anh nhìn nên chơi cái liên kích này. Nó có thêm cái phần sát thương liên kích là hợp lý hơn. Thế anh chỉ cần đánh nhiều thôi mà sát thương của anh nó tăng lên là ok rồi đúng không? Ok. Đấy thì anh nghĩ là chọn cái nỏ này cho nó hợp lý này. Vì anh thích kiểu đánh nhiều. Tiến hóa thành lính nỏ nha. Ui, lực chiến tăng nhiều. Tăng 49.000 đúng không? Ừ. Uh-huh. Wow. Trong khi mấy cái đồ kia nãy mình cho vào nó chỉ tăng có vài trăm nghìn là cùng chứ mấy nhở? Mấy nghìn là cùng. Có đồ tăng chục nghìn. Ôi thế à? Ừ. Căng thẳng đấy. Rồi, đấy là xong cái phần chuyển nghề nha. Lên là vào 30 là chuyển được này. Và khi mà chúng ta nâng cấp cái đèn thần này lên nha. Đây, level đây em ơi. Cái em nhìn thấy hình số 7 không? Nhưng mà chơi ở trên kiểu máy tính thì nó hơi lag. Chơi trên điện thoại nó không bị lag cả. Số 7 là cấp của nó đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà cái cấp này càng cao thì cái tỷ lệ rơi ra đồ nó càng xịn. Ví dụ như đồ đỏ này, đồ hồng này, đồ xanh là lấp lánh này, đồ mạ vàng, anh nó gọi siêu diệt, bất diệt các thứ đấy. Nhưng mà nó cần phải tiền. Thì tiền thì cứ mỗi một lần mà ra một cái trang bị mình bán đi thì sẽ được tiền nha. Ôi vai nổi lạc thế. Ô, thế nó lúc mà nó ra cái đồ cái giày đấy thì là sao ạ? À, cái đồ này là kiểu như là nó đang tự động loại bỏ ấy, thì mình lại ấn vào một hoạt động khác nên nó bị đứng lại như thế. À. Ok, tập kích kẻ trộm đèn thần. Thì ở giai đoạn đầu em cứ follow cái nhiệm vụ đây là được. Cứ chơi theo nhiệm vụ thôi. Ở đây em ấn vào nhiệm vụ này nó sẽ hướng dẫn em đến này. Vào phó bản này. Thấy chưa? Okay. Lạc thế nhở? Cay thực sự luôn ạ. Đây này. À rồi. Kẻ trộm đèn thần đây em thấy chưa? Nào. Vào trận luôn. Ở đây là có hai phần, một là em đánh cái độ khó cao hơn. Đến khi nào mà em không oánh nữa thì em quay trở lại, em ấn vào phần càn quét độ khó cấp trước ấy. Thì nó sẽ càn quét cho em nếu như vẫn còn chìa khóa. Còn bây giờ thì hiện tại mình vẫn cứ múc được thì mình múc thôi. Rồi, để xem là cái nỏ này oánh đấm như thế nào nha. Đánh vào cái này nó sẽ rơi đèn ra để mình tiếp tục được cái lượt ấy. Đúng rồi, đánh ở đây là sẽ được thêm gọi là cái lượt lắc đèn ấy. Đấy, 65 lượt nữa này, nó lành không? Quan trọng nhất cái phần này, có càng nhiều cái này thì càng ngon, đặc biệt là mình chơi cày chay. À, hôm nào em cho anh 250 để nạp vào đây bỏ qua quảng cáo nhé. Nhưng em từ đây là một thứ quảng cáo gì đâu. Nó có một số những cái tính năng ví dụ như trong tăng tốc này,
Đấy, ấn xem quảng cáo là nó sẽ tăng 30 phút là tăng tốc chiến đấu. Đánh cứ phong 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 mà. Thì xem quảng cáo đi, đỡ mất anh tiền. Anh xem rồi, anh xem rồi. Xem hết hai cái rồi. 25.000 ngân hàng nấm được cái gì đây? À, đây đây, mấy cái phần thưởng này thì chúng ta có chỗ xài nha. Ví dụ như ở trong phần tiệm này. Đấy, chúng ta sẽ cần cái những cái vé như thế để có thể là triệu hồi. Thứ nhất là đồng hành. Cái thứ hai nữa là kỹ năng. Đây, kỹ năng nhé. Đồng hành. Kỹ năng với cả đồng hành này thì làm cái gì thì tí nữa anh sẽ chia sẻ. Nhưng mà nếu như triệu hồi 35 lần là nó lời nhất. Bởi vì chỉ cần tốn 30 vé thôi. Đấy, tức là chúng ta được lời 5 vé. Ok. Nếu như mà triệu hồi 15 thì tốn 15 vé. Nhưng triệu hồi 35 lần thì chúng ta chỉ tốn nó 30 vé. 27. Em hiểu không? 27 đây là mình hiện tại mình có 27. Thì cần mình cần thêm 60 cái kim cương đỏ nữa cơ. À, vì mình không đủ vé nên mình đúng cần rồi. Kim cương ấy hả? Đúng còn rồi. Nếu mà không nó sẽ là 30 vé. Chính xác. À rồi ok. Đây thì trong phần đồng hành này thì em có thể lắp được. Đấy, hiện tại là mình có 4 em đồng hành đi theo. Và khi mà vượt ải này thì chúng ta sẽ có thể là lắp thêm được đồng hành nữa. Sao cho con level cao hơn này? À đây là hiện tại là cái con level cao nhưng mà nó phẩm nó cùi. Đây chỉ là phẩm trắng thôi. Thì nhưng chỉ số của nó không cộng được nhiều. Ví dụ như nhá, nó tăng 5% tốc đánh, đúng không? Ừ. Nhưng mà cái con mà mình lắp vào đây chẳng hạn, mặc dù nó level 1 nhưng nó phẩm cam chẳng hạn, thì nó tăng tận 10% tốc đánh. Ồ, đấy. Mà nó không có nhau màu à? Đúng rồi, phẩm chất ấy, nó gọi là phẩm chất ấy. Còn đây là về phần kỹ năng nha. Kỹ năng thì chúng ta cũng trang bị được thêm nhiều kỹ năng để nó sẽ hỗ trợ cho bọn mình có thêm sát thương, tiêu diệt kẻ địch. Đấy, em nhìn thấy chưa? Ok là okay. Ví dụ như gây 430 phần sát thương cho kẻ địch khi mà chạm vào bẫy này, đồng thời giam giữ trong vòng 1 giây kiểu như thế. Đấy, còn bây giờ là sẽ đi chiến đấu. Em nhìn thấy ải này, hay bỏ bớt này đi nhìn cho nó tinh gọn nha. Đấy, em thấy không? 4 con đồng hành nó đang chạy theo mình cái này, 1, 2, 3, 4 này. Thấy chưa? Skill có kiểu thế bắn ra tơi nhện này. Lên level càng cao là càng nhiều con đồng hành cùng mình à? Đúng rồi, tối đa mình có 5 con đồng hành như thế. Còn ở trong cái phần gia viên này thì nó sẽ có nâng cấp một số những cái khu công nghệ, đi đào mỏ để lấy đá đi các kiểu này, sau đó nâng cấp kỹ năng ở trong khu công nghệ này nó sẽ tăng cái chỉ số. Đây, ví dụ như những cái hiệu ứng này, tăng HP cơ bản lên này, nhớ không? Rồi nghiên cứu lên luôn như còn cái gì nữa. Đấy thì tất cả những cái mà nâng cấp ở đây liên quan đến công nghệ là cái gì thì đều phải xem video đúng không? Không hẳn, bởi vì nó sẽ có những cái vé này để giảm này. Một vé thì giảm 5 phút này. Đấy, anh sử dụng luôn nha. Đấy, có 120 vé này. À nếu như mình không dùng vé là mình phải xem à? À mình phải đợi à? Ờ, mình chờ đợi đi đúng một thời gian là, luôn. Một là đợi, hai là phải xem video. Đúng rồi. Đấy, bây giờ nâng cấp hơn nữa cho tăng gọi là x2 HP lên cho nó chất chơi thì thôi. Max cấp này này. Max rồi đúng không? Ở đây thì xem nào. Tấn công cơ bản tăng 20%. Ui, xịn đấy nhở. Được cái chứ. Nghiên cứu luôn. Tăng tốc nhanh như nào. Trời ơi, đúng người giàu cũng nhiều vé thế. Ờ, đấy là nhập cốt đấy. Nhập cốt đấy ạ? Ờ. Nhập cốt như nào? Nhập cốt nhá, nhập cốt thì ở đây. Có nhiều bạn mới chơi cũng chưa biết nhập cốt đâu đâu. Thì đây, ấn avatar nhân vật này. Đấy, xong em lại ấn thêm vào avatar nhân vật một lần nữa. Ừ. Thì nó sẽ hiện ra một cái phần gọi là mã đổi. Ừ. Ok, thì về lối chơi cơ bản đơn giản là như vậy thôi. Thì thông qua từng ngày các thứ khi mà chơi mà có những cái gì mới mẻ hơn thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cũng như là cho vợ mình nha. Và các bạn có gì mà góp ý bổ sung mình nhớ để lại comment ở bên dưới cho bọn mình biết với nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.